trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VFACE TV Úc Châu. Và Thanh Huyền cũng xin rất là vui mừng chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Bếp Ấm Nhà Vui kỳ này của đài truyền hình VFACE TV. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta không thể bắt đầu nếu thiếu đi một nhân vật rất quan trọng. Hẳn là quý vị cũng đã đoán ra phải không ạ? Xin chào anh Quang Đỗ. Xin chào em. Dạ, xin chào anh đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Quang Đỗ, ngày hôm nay thì Thanh Huyền thấy trên bàn của chúng ta có rất nhiều nguyên vật liệu từ rau thơm này rồi tới các loại rau củ quả và đặc biệt một nguyên liệu đặc biệt ở đây. Thì anh có thể giới thiệu với quý vị khán thính giả món ăn ngày hôm nay được không ạ? Thì cũng giống như những cái có một số người yêu cầu là sau khi chương trình mình đã làm mấy chương trình trước thì bữa nay cũng mình tiếp tục là một cái món gỏi. Dạ. Một món gỏi ăn nhậu rất là bắt. Dạ. Cái đó là gỏi tôm sống. Gỏi tôm sống. Ừ. Dạ. Thưa quý vị khán giả, gỏi tôm sống là món ăn chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Bây giờ mình cũng biết là ở Úc này cái nguồn tôm nó rất là ngon. Dạ đúng rồi anh. Giống như hồi đó đến giờ mình sống ở bên Việt Nam dạ. Thì những cái tôm rồi mình cũng rất là nhiều nhưng mà hồi dạ. nhỏ mình đâu có biết dạ, cái gì đúng. Để gọi về gỏi tôm dạ, đúng. Hay là gỏi cá. Dạ. Chứ không phải gì hồi đó mình biết là mình làm ăn rất là ngon rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình qua đây mình sẽ tiếp thu bên đây rồi mình có biết được một nhiều cách cách làm gỏi. Dạ. Thì cái gỏi tôm này cũng là một trong những cái món ăn rất là bắt. Dạ đúng thành rồi. Dạ. Bây giờ bữa nay mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm thử một cái gỏi tôm sống một cách rất là dễ làm nhưng mà ăn rất là cũng ngon đúng không ngon. Dạ. Thưa anh có thể giới thiệu cho quý vị khán thính giả biết là loại tôm mà anh chuẩn bị ngày hôm nay là loại tôm gì không ạ? Bữa nay là mình chuẩn bị cái loại tôm này mình kêu bà con tôm tiger. Tôm tiger thì dạ. Cái màu nó hơi đậm. Dạ. Cái màu nó hơi đậm dạ. Nhưng mà cái đặc biệt của con tôm này á, khi mà mình làm rồi á, cái thịt nó giòn dạ, thì... nó giòn nó ngon dạ. Giống như mình có nhiều loại tôm khác mình cũng có thể làm được nhưng mà theo anh thấy là làm nhiều lần rồi á, dạ. Thì cái loại tôm này mình ăn ngon hơn dạ, đặc thành biệt ra ngon bây hơn giờ dạ. Mình bữa nay mình sẽ làm mà cái Là loại tôm tôm này tiger đúng không loại dạ. tôm tiger này Dạ. Thì bữa nay mình bắt đầu mình làm hen Dạ. thì cái nguyên liệu chính của mình á, là tôm Tôm dạ. tôm thì tôm mình tôm tái chanh thì bắt buộc mình phải có chanh Có nước chanh dạ. có Dạ. nước nước chanh còn rau rau mùi rồi cái thành phần mà bỏ vô trong cái dĩa gỏi này á Dạ. thì mình có cái gốc hành Gốc hành dạ. mình có củ hành mình Củ có hành. củ hành tím Có củ hành tím mình dạ. có củ hành tím rồi mình có Có rau răm đúng rau không ạ? răm Dạ. không rau răm nè rau húng lủi nè Ngò húng rau tía lủi, tô tí tô, rau ôm với ngò ngò gai ôm và ngò gai. Bữa nay Dạ. là mình có đầy đủ hết Dạ. không nhưng mà cái gỏi tôm này á, nó khác cái gỏi cá một cái chỗ á, là tôm này là mình sau khi mình thành phẩm rồi mình sử dụng nước mắm Ồ, ha dạ. rồi cái tôm này á, khi gỏi á, nó cay Dạ. nó cay Dạ. rồi. Thì cay á, thì tùy theo mấy bạn thích thôi nếu Dạ. mà muốn cay nhiều nhưng mà thường thường mấy cái đồ sống này á, thì mình Mình ăn nên cay thì nên nó ngon cay dạ thì sẽ ngon hơn dạ. Thôi cái công đoạn đầu tiên bây giờ mình sử dụng là mình tái tôm ha Mình tái tôm trước dạ. thì ở bên đây á, là mình có tôm mình đã tái rồi tại vì cái chương trình này mình chỉ có 30 phút thôi Dạ đúng rồi. mà tôm á, mình bỏ sau khi mình bỏ vô trong cái nước chanh á, mình sẽ làm phải 30 phút nó mới xong 30 phút thành dạ. ra bây giờ mình đã chuẩn bị trước Dạ. nhưng mà mình cũng bắt đầu Dạ. từ cái Bước đầu tiên bước đúng đầu không ạ? tiên Dạ, về để để mình giới chỉ thiệu dạ cặn cho kẽ để dạ cho mấy bạn làm cho dạ thiệt dạ là kỹ dạ ha bây giờ sau khi mình lấy con tôm ra dạ xin quý vị hãy chú ý các bước bắt đầu sơ chế tôm của đầu bếp cắt cái đầu bỏ đi cắt bỏ đầu dạ thì mình thì giống như mình cắt cái đầu bỏ nhưng mà mấy bạn có thể sử dụng xài những cái món khác tùy dạ tùy thích ha dạ tùy thích rồi mình lột từ một mình lột con tôm lột ra lột vỏ dạ lột vỏ ra sau khi cắt bỏ đầu tôm thì quý vị hãy lột vỏ tôm lột vỏ ra dạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay thì Thanh Huyền thấy rất là vui khi mà đầu bếp Quang Đỗ giới thiệu với chúng ta món gỏi tôm. Vì Thanh Huyền được biết là tôm là một loại thực phẩm rất là quý giá và có giá trị dinh dưỡng rất là cao đối với sức khỏe của chúng ta.
Thì anh Quyền thấy nè, con tôm mình á thì ở ở ở trên cái sống lưng này nó có một cái đường gỉ đen. Dạ đúng mình rồi. Phải chẻ cái đi cho con tôm ra. Con tôm bữa nay á mình cũng con tôm này cũng hơi to. Dạ. Thành ra mình chẻ con tôm mà làm hai luôn. Dạ. Ví dụ như con tôm nhỏ mình chẻ ra cho nó dính cái đít một chút xíu. Mình chỉ chẻ lưng thôi đúng không? Lưng thôi nhưng mà con tôm này nó hơi to. Dạ. Mình chẻ đứt ra mình luôn. Mình chẻ làm đôi luôn. Đứt ra luôn. Dạ. Thanh Huyền xin hỏi anh Quang là cái đường chỉ đen này nếu mà chúng ta mà làm không sạch thì có phải nó sẽ gây ra cái ăn khi mà nó có lợn cỏ như là cát đó đúng không anh? À, đúng đúng Dạ. nó ăn đó, rất là gần. Thành ra cái đường chỉ đen nè Phải là chúng mình ta bỏ phải đi, làm thật là sạch mình và bỏ phải đi, bỏ đi thưa quý vị. bỏ đi ha mình làm bỏ đi. Sau đó đó mình mới bỏ, sau khi mà mình làm cho đủ khoảng bao nhiêu, ví dụ như Dạ, mình vừa với muốn số lượng mình số lượng ăn mình đúng không muốn ạ? Dạ. thì mình bỏ tất cả vô trong cái Trong một cái tô hay cái thau Dạ. gì, khi mình chế cái nước nước chanh, lúc Dạ, này là mình nước chế cốt nước chanh, nước cốt chanh mình tươi. chế ngập, Dạ. chỉ là nước cốt chanh thôi chứ không Dạ. cần cái gì hết. Dạ. Ừ, chỉ là nước cốt chanh thôi. Dạ. Mình bỏ thì ngập rồi mình trộn đều với nước chanh đúng không ạ? thì mình sau khi mà mình thả với nước cốt chanh này á thì mình ngâm ở đây khoảng 30 phút, Dạ, 30 phút. thì khi mà như vậy á thì cái con tôm mình Nó sẽ nó chín đã, đều nó đúng đổi màu, không ạ? Dạ, nó giống vậy, dạ nó nó sẽ giống đổi sang màu nó hơi đỏ đúng không? Dạ, và thịt nó sẽ trở nên trắng hơn thưa quý vị. Quý vị nhớ là hãy ngâm tôm sau khi đã là cắt bỏ đầu, bóc vỏ và lấy cái chỉ đen ở lưng vào nước cốt chanh ngâm trong 30 phút để cho tôm chín thưa quý vị. Thì bây giờ Thanh Huyền cắt giùm anh rau ha. Dạ. Thanh Huyền xin nhắc lại với quý vị khán thính giả một số loại rau mà anh Quang dùng trong cái món gỏi ngày hôm nay là rau dăm này, rau ngò gai mà người miền Bắc còn hay gọi là mùi tàu này, rồi rau ôm, người miền Bắc gọi là rau ngổ, rồi húng lủi, tía tô. Dạ. Củ hành Dạ, nha. và củ hành tím nữa Dạ. thưa quý vị. Cái công đoạn kế tiếp á, là mình bây giờ mình trộn. Dạ. Thì Thanh Huyền thấy nè, con tôm mình sau khi mà mình xử lý xong á thì nó sẽ là như vậy Dạ. ha. Thì mình sẽ sử dụng là cái Nước nước mắm mắm, này dạ. á, thì mình cái công thức mà pha gỏi á mình đã xài từ hồi cái chương trình đầu tiên là cái gỏi hương rừng. Dạ. Thành ra nếu mà mấy bạn muốn biết chi tiết về công thức này thì mấy bạn cứ đi vô trong cái show hương rừng, Dạ đúng rồi. gỏi hương rừng Dạ thì đúng mình rồi. ấy. Nhưng mà cũng nhắc lại một chút là nó theo tỷ lệ 1:1:1, có Dạ. nghĩa là một nước mắm, một muỗng chanh Muốn chanh, dạ. với một muỗng dung đường. Muốn dung đường, dạ. Thì mình sẽ sau khi ấy về mình sẽ bỏ cái này vô. Thưa quý vị khán thính giả, là công thức pha nước mắm để trộn với gỏi thì đã được đầu bếp Quang Đỗ hướng dẫn rất là kỹ lưỡng ở trong chương trình đầu tiên là món gỏi hương rừng của Đài Việt Face TV. Và Thanh Huyền xin mời quý vị khán giả nào nếu mà đã bỏ lỡ cái số đó thì xin quý vị tìm xem lại cái chương trình đó thì sẽ có được cái cách pha chế nước mắm rất là kỹ lưỡng. Thưa quý vị khán thính giả, phần tôm của chúng ta sau khi đã được sơ chế và ngâm với nước cốt chanh trong khoảng 30 phút thì đã được trộn với nước mắm. Và bây giờ thì đầu bếp Quang Đỗ sẽ bắt đầu quá trình trộn gỏi. Xin quý vị hãy theo dõi. Bây giờ thì ở trong cái thành phần của gỏi mình bữa nay là mình có cái gốc hành Dạ, là gốc mình sẽ đã hành. chuẩn bị, mình Dạ. đã chuẩn bị rồi phải không? Gốc hành cắt Gốc nhỏ hành mình có, cũng đơn giản thôi, mình đúng. chỉ cái gốc hành mình bào bào ra cho Dạ. nó nhỏ vậy thôi. Dạ. Bên đây mình có cái Củ hành tím, củ hành tím mình đã dạ. sắt rồi Củ hành ha. tím cũng cắt nhỏ thưa quý Rồi vị. ở đây ở trong cái thành phần này là mình rau bên này là mình có Dạ. rau húng lủi nè, Dạ, húng mình lủi, có dạ. rau tí tô nè, Dạ, tí mình tô. có rau răm Rau ha. răm nữa, dạ. Rồi bây giờ mình ở đây mình đang thiếu cái rau là rau ôm với lại rau ngò gai Dạ, ha, rau ôm và ngó gai. ôm ngò gai gai. Bây giờ Thanh Huyền cắt giùm một một Dạ. mớ rau ôm với ngò gai giùm nha. Dạ. Bây giờ tôm sau khi tôm mình đã ngâm với lại nước nước mắm xong Dạ. thì mình giống như mình làm cho nó Mình cũng cho nó bớt hơi nước lại đúng không ạ? bớt nước lại chút nha. Mà đừng có dắt mạnh quá, Dạ. thì nó sẽ Lại sẽ làm cho tôm bị khô đúng không rồi. Bữa nay mình băm thêm một miếng ớt nha, Dạ. ớt mình băm nhuyễn rồi.
Kính thưa quý vị khán thính giả, tôm là một cái loại nguyên liệu mà được rất là nhiều ưa thích đưa vào thực đơn hàng ngày của mình, là tại vì tôm cung cấp cho chúng ta rất là nhiều chất bổ dưỡng, protein cũng rất là tốt cho cơ thể. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt đó là tôm thì lại không khiến chúng ta bị tăng cân hay là gây béo phì. Vì vậy nên là rất nhiều người ưa chuộng món tôm này khi mà muốn tẩm bổ cho cơ thể. Rồi, bây giờ mình ở trong cái gỏi bên này mình có bỏ thêm một chút xíu ớt nha. Dạ. Ớt tại vì tôm sống mình bỏ ớt. Mình nên bỏ nên ớt bỏ rồi, dạ. Dạ, cho một chút xíu tỏi tươi. Tỏi tươi. Dạ. Tỏi tươi. Xong rồi, mình bên đây mình có gốc hành. Bỏ gốc hành. Hành dạ. Gốc hành bỏ vô. Nha. Mình sẽ bỏ củ hành tím vô. Củ hành tím, dạ. Củ hành tím bỏ vô. Xong rồi mình lại bỏ rau mùi này vô. Dạ, rau mùi thì cũng có tía tô, rồi rau húng lùi và rau răm đúng không? Dạ. Bây giờ cái rau mùi này là mình bỏ ở đây phần nửa thôi, hồi dạ. Nữa mình cái công đoạn cuối cùng mình bỏ phần nửa nữa. Dạ. Bây giờ anh lấy cái rau dạ. Này, rau này có rau ôm và ngò gai, cắt nhỏ thưa quý vị. Bỏ vô. Thì sau khi mà chúng ta bỏ các nguyên liệu vô rồi chúng ta trộn đều lên đúng không? À, sau dạ. Khi các nguyên liệu mình ta trộn đều lên. Dạ. À, cái mấy cái tôm mà nãy mình bự làm bự quá thì mình giờ mình cắt đôi nè. Mình cắt đôi bớt. Đó giờ thành viên ăn gỏi tới canh này nhiều lần chưa? Dạ, xin Thanh Huyền xin nói thật với anh đó là Thanh Huyền chưa có ăn cái gỏi tôm tái chanh này lần nào hết mà hôm nay cũng đang rất là mong chờ tới cái bước cuối cùng mà khi mà được thử cái món tôm này. Không, cái hồi đó mình không biết nhưng mà sau khi mà ăn mấy cái loại mà đồ sống này dạ. Mình mới thấy bên người Nhật người ta hay tại sao người ta ăn rất là nhiều đồ sống mà mình bây giờ mình bắt đầu mình dạ, mới tập. Dạ. Ừ. Mình bắt đầu mình mới tập. Dạ. Mình ăn rất là. Và chúng ta đang sống ở nước Úc là một cái nơi mà có rất là nhiều nguồn thực phẩm quý giá và phong phú mà chúng ta cũng có thể làm món sống rất là ngon đúng không thưa? Rồi bây giờ mình bỏ qua một cái đĩa đúng không? Mình trộn vào đi. Quý vị lưu ý là mỗi khi mà chúng ta trộn các nguyên liệu gỏi lại với nhau thì quý vị cũng nên kiếm một cái dĩa khác để bỏ qua thì khi đó chúng ta sẽ hạn chế được những cái nước mà dư lại thì sẽ làm cho món gỏi của chúng ta ngon hơn. Kính thưa quý vị khán giả, Thanh Huyền cũng vừa mới nói là tôm là một cái thực phẩm rất là bổ dưỡng và quý giá đối với sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà cũng có một lưu ý nhỏ đối với quý vị khán thính giả đó là có một số quý vị trong chúng ta có những cái bệnh hoặc là những cái gì đấy bị dị ứng với tôm thì quý vị nên đổi tôm thành một cái loại thực phẩm khác mà quý vị không bị dị ứng, chẳng hạn như là cá hoặc là bất kỳ cái nguyên liệu nào mà quý vị cảm thấy tốt cho sức khỏe của mình. Thì tôm với lại cá mình cái giống như hai cái đồ sống giống nhau nhưng mà mỗi một vị nó có một cái ngon khác nhau. Dạ. Bây giờ bên này mình ta bỏ thêm ớt nữa không? Bỏ dạ. Thêm ớt cho nó đẹp. Dạ. Rồi bây giờ tới phần mình trang trí thì hồi nãy mình còn dạ. Mình còn một chút xíu rau mùi ở đây ha. Dạ. Mình sẽ và chúng ta sẽ bỏ thêm lên bên trên đúng không? Sau đó mình sẽ bỏ hành phi tỏi. Hành phi. Dạ, hành phi thưa quý vị. À, này là tỏi phi. Tiếp theo nữa là tỏi phi. À, sao? Bây giờ giống như cái dĩa gỏi này nè, mình làm cái gỏi cá thì mình sẽ có nước sốt cá nhưng mà cái nước sốt của gỏi tôm này thì nó đơn giản hơn. Nó đơn giản hơn thì mình chỉ lấy cái nước sốt mà hồi nãy mình trộn gỏi phải không? Dạ. Mình trộn gỏi. Dạ. Nước sốt mình trộn gỏi. Mình bỏ vô. Mình bỏ thêm một chút xíu tỏi phi. Dạ, tỏi phi. Mình bỏ một chút xíu tỏi phi vô. Dạ. Mình bỏ vô để tỏi phi. Thưa quý vị, đầu bếp Quang Đỗ đang hướng dẫn chúng ta cách thực hiện món nước chấm cho gỏi tôm. Rồi, nhìn vô xem. Quý vị có thể thấy là cái nước chấm này thì anh Quang Đỗ hướng dẫn cho chúng ta cũng rất là đơn giản, đó là sử dụng cái nước phần nước mắm mà lúc nãy chúng ta trộn với tôm, rồi chúng ta bỏ thêm tỏi phi và hành phi và thêm một chút ớt là đã hoàn thành rồi thưa quý vị. Cũng nhắc thêm ví dụ như mình muốn nó chua thêm thì mình thêm chanh. Dạ, mình bỏ thêm chanh. Mình thêm chanh. Cái đó là tùy theo khẩu vị của mỗi người đúng không thưa anh? Vậy là như vậy là món gỏi tôm của chúng ta đã hoàn tất rồi phải không ạ? Hoàn tất, bây giờ tới Thanh Huyền thử xem cái test là sao nha. Dạ.
Thưa quý vị khán thính giả, hiện tại thì Thanh Huyền đang rất là háo hức, tại vì từ trước tới giờ Thanh Huyền chưa có thử ăn qua cái món gọi tôm sống. Vậy nên là bây giờ xin phép anh Quang Đỗ, Thanh Huyền sẽ thử món ăn này. À, phải đều những loại rau chứ, tại vì biết sao mỗi một cái mùi á, nó có một cái đặc biệt của nó. Dạ, vậy mình mà mình phải ăn đủ. Mình thử mình mới hưởng được hết dạ, cái độ ngon của cái mùi vị của món này. Dạ. Rất là ngon thưa quý vị. Trong miệng Thanh Huyền đúng như là tất cả những cái hương vị nó hòa quyện với nhau rất là ngon, đến có mùi thơm của các loại rau thơm, mùi tươi mà mùi vị ngọt của tôm, vị cay cay của ớt, và tất cả các nguyên liệu nó giống như là nó không có cái gì gọi là thừa hết, tất cả đều là gọi là hoàn hảo để cái khi kết hợp với nhau để tạo ra món gỏi tôm này. Nhưng mà Thanh Huyền thấy cái bị cay không? Đã có cay nhưng mà không có quá, mà ăn rất là vừa miệng thôi. Có nhiều người á, sau khi mà hồi đó giờ anh làm món này có nhiều người bỏ ớt kinh khủng luôn. Dạ. Bỏ ớt kinh khủng để cho nó hay, nhưng mà tùy theo cái dạ, tùy theo cái sở thích của mình. Dạ. Và bây giờ Thanh Huyền sẽ thử thêm một miếng nữa có chấm với nước chấm để xem hương vị thay đổi ra sao thưa quý vị. Theo lời của anh Quang giới thiệu thì là chúng ta phải lấy đầy đủ các loại rau thì mới có thể tận hưởng được trọn vẹn các loại hương vị để làm cho món ăn thực sự là hoàn hảo thưa quý vị. Thưa quý vị khán thính giả, sau khi mà nếm thử cái món gỏi tôm mà có chấm với nước chấm nữa thì thực sự là Thanh Huyền đang rất khó khăn lựa chọn giữa là cái bên nào ngon hơn thưa quý vị. Một bên thì ăn thì chúng ta có thể thấy rõ được cái hương vị của từng loại rau, từng thịt tôm ngọt ra làm sao. Còn sau khi đã chấm nước chấm thì cảm giác như là nó tăng thêm cái độ đậm hơn. Và những cái đó nó được nâng thêm một cái tầm mới nữa cũng rất là ngon. Và nhưng, cái đó cũng... Nhưng mà theo ý của anh á, có nhiều người á, khi mà người ta ăn được cái mà không có chấm á, dạ, thì người ta mới hưởng được hết dạ, cái ngọt của con tôm. Dạ đúng thưa anh. Hết cái ngọt của con tôm. Dạ. Còn nếu mà mình chấm vô á, thì cái gia vị nó nhiều. Dạ đúng thưa cái anh. Cái mùi gia vị dạ, nó nhiều. Dạ. Thật ra cái nào cũng được hết. Dạ cái nào cũng được. Quý vị cũng cứ hay thử lấy hai cách để xem, hãy chọn cho mình một cái cách nào mà quý vị cảm thấy ngon hơn thưa quý vị. Kính thưa quý vị khán thính giả, vừa rồi thì anh Quang Đỗ đã hướng dẫn chúng ta cách làm món gỏi tôm thái chanh. Thanh Huyền nghĩ là món này sẽ là một món rất là ngon và đặc biệt nếu mà quý vị trổ tài làm ở nhà để thiết đãi gia đình cũng như thiết đãi tất cả những vị bạn bè của chúng ta mỗi khi tới thăm. Và Thanh Huyền cũng xin nói thêm là Thanh Huyền biết là có rất nhiều người trong chúng ta thích nấu ăn nhưng mà lại bận đi làm, không có thời gian để thực hiện được những cái món ăn này ở nhà. Và nếu quý vị đã xem chương trình này rồi mà không có thời gian để thực hiện thì xin quý vị hãy ghé qua nhà hàng Hương Rừng của anh Quang Đỗ, tọa lạc tại địa chỉ 65 John Street, Cabramatta để thưởng thức món ăn này. Xin cảm ơn anh Quang. Cái cách làm này á, thì giống như ngoài cái tôm thái chanh này ra, mình có thể làm tôm hùm. Mình có thể sử dụng tôm hùm. Có thể làm tôm hùm. Dạ. Tôm hùm cũng rất là ngon. Hoặc là ở bên Việt Nam mình có những cái con tép bạc á. Dạ. Tép bạc mà mình đóng dưới sông cũng dạ, rất là ngon. Dạ. Thành ra cái cách này mình làm thấy ngon lắm. Mà dạ, qua bên đây rồi á, thì mình có cái nguồn tôm mình quá nhiều. Dạ, nó rất là phong phú đúng không? Mình đi ra chợ quá nhiều. Dạ. Nhưng mà cũng nên nhắc lại á, là con tôm Tiger á, thì là con tôm mà nó ăn nó rất là giòn. Dạ, đúng. Còn mấy con tôm khác mình làm cũng được, nhưng mà cái độ giòn nó không bằng. Dạ. Thưa quý vị lưu ý một chút, đó là như anh Quang Đỗ đã nói là cái loại tôm đặc biệt để chọn cho cái món gỏi tôm này muốn ngon hơn đó là Tiger Prawn, hay có tôm Tiger. Còn nếu mà quý vị nào mà khó khăn trong việc tìm cái loại tôm đó thì chúng ta cũng có thể thay bằng loại tôm khác, mà miễn là sao quý vị thực hiện theo đúng cái công thức của anh thì sẽ rất là ngon. Nhưng mà quý vị thấy giống như mình có hai loại đồ sống là cái loại tôm với lại loại cá. Dạ. Thì tùy theo cái khẩu vị của từng người, có thể có người thích ăn tôm. Dạ, có người thích ăn cá. Thì ở trong cái chương trình mà Bếp Ấm Nhà Vui này sẽ từ từ sẽ giới thiệu những đầy đủ những cái món đó để cho quý vị có thể thưởng thức. Xin cảm ơn anh Quang Đỗ ngày hôm nay đã tới dự chương trình Bếp Ấm Nhà Vui và giới thiệu thêm một món ăn cũng rất là ngon cho quý vị khán thính giả. Và Thanh Huyền cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thanh Huyền xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.